Tác động thực tế của cái dự án á, thì theo bản thân tôi nhận định á, thì so với trước chưa có cái dự án và đến khi thực kỳ có cái dự án về hoạt động á, thì cái thứ nhất là dự án đã đi vào được cái tức là đi vào lòng của người dân, tức là từ từ người dân cho đến cán bộ mà cũng hiểu rõ hơn về vấn đề của quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật. Thứ hai nữa thì qua đó thì chúng tôi được trang bị, đặc biệt là những người làm chuyên ngành đó, được trang bị những kiến thức cơ bản. Từ cái ngày mà có dự án là chúng tôi đã mở mang thêm kiến thức và hỗ trợ và bổ trợ rất là nhiều cho giáo viên và học sinh.
Xin chào tất cả các anh các chị đến từ 16 tổ chức đối tác nhận tài trợ lần thứ hai của quỹ Zip. Như vậy thì chúng ta đã vừa đồng hành cùng với nhau trong 15 tháng để thực hiện hoàn thành 16 cái sáng kiến này. Mặc dù đại dịch Covid đã có ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái quá trình triển khai cái hoạt động của các sáng kiến. Tuy nhiên cho đến nay về cơ bản chúng ta đã hoàn thành tất cả các sáng kiến, và cùng với những cái hoạt động của sáng kiến lần thứ nhất thì cho đến nay chúng ta đã có 140.000 người dân được hưởng lợi từ các cái sáng kiến của quỹ thúc đẩy tư pháp quỹ Zip. Nhân dịp này thì một lần nữa thay mặt tổ chức Oxfam tại Việt Nam cũng như ban thư ký quỹ Zip, tôi xin chân thành cảm ơn các anh các chị, các đối tác đã đồng hành cùng với Oxfam và ban thư ký quỹ Zip để hoàn thành tất cả các cái sáng kiến của đợt 2. Chúng tôi cũng mong rằng là sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các anh chị cũng như tất cả các cơ quan đối tác trong những cái lần kêu gọi tiếp theo của quỹ Zip cũng như các hoạt động của tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Xin cảm ơn.